Kim Hu xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Lee Kim Hu đã có mặt tại Miếu Quan Âm, hay còn gọi là Chùa Lan Minh, ở xã Lan Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay thì cứ vào hàng năm, gia đình của Lee sẽ đến đây dâng hương để cầu an cho gia đình, cầu an cho gia đạo. Thì hôm nay sẵn việc đi đến đây, Lee Kim Hu sẽ review cho các bạn xem ngôi chùa Lan Minh nhé. Nào, chúng ta bắt đầu đi nha. Bây giờ mình sẽ đi qua lộ nha các bạn. Đây là cổng chính của Miếu Lan Minh. Thì mình sẽ để lại cái địa chỉ bên góc màn hình cho mọi người để cùng xem. Để sau này nếu mà các bạn nào có ai, gia đình nào có muốn đi đến đây thì sẽ biết đường đến đây. Thì trước tiên khi bước vào ngôi Miếu Lan Minh này thì có một bãi giữ xe rất là rộng. Đây, cái bãi giữ xe, xe nào cũng vào được hết. Để rất được nhiều xe nha. Đây, còn phía bên tay trái là những quán hàng ăn, nước uống, bán nhang đèn. Bây giờ trước tiên mình vào ngôi chùa đi nha. Đây là chánh điện. Vì là miếu thờ linh thiêng cho nên Lee Kim Hu xin được review phần phía ngoài thôi. Lee sẽ không vào bên trong nhé các bạn. Đây là miếu thờ. Nhang rất là nhiều luôn. Chùa này là được người Hải Nam xây dựng nha các bạn. Bên đây nữa. Và bên đây có nơi rửa tay này nọ. Còn đây là cái lò đốt với tiền vàng bạc. Rồi đây là nơi mà mọi người ta có những cái hàng ghế đá để nghỉ ngơi, và có những người mà cầu xăm, xin xăm gì đó. Trên cao là những nhang phanh, rất nhiều nhang phanh để mà cầu cho gia đạo thì bình an, thì người ta sẽ đốt nhang phanh lên trên đó và che miếng giấy, đỏ lên trên và bán lên trên cái trần nhà. Còn đây là hai tượng ngựa. Rồi mình sẽ đi vào trong nha, đi xung quanh ngôi miếu Quan Âm này nha. Các bạn đi theo chân mình. Đa phần đây là người quảng cũng nhiều nha các bạn. Hôm nay là mình đi là ngày thường đó, không phải là ngày rằm hay là ngày dí gì hết, nhưng mà rất là đông người luôn. Mình sẽ đi hướng ngoài sau. Đó. Thường vào những ngày vía rất là đông luôn nha. Đa phần là người của Sài Gòn lên đây cả, lên đây không à. Đây có một cái hòn non bộ nhỏ. Trên hòn non bộ là có mẹ Quan Âm. Đây là phía sau ngôi miếu. Mình sẽ đi thẳng xuống dưới luôn để xem phía dưới có gì không nha. Muốn đi xuống dưới thì các bạn phải đi qua xuống những cái bậc thang này. Đây. Mình nghĩ chắc ngày xưa ở đây đỉnh là cổng chính của ngôi chùa miếu nè. Sau này thì người ta không mở bên đây mà người ta mở bên kia. Nhìn có vẻ vắng tanh rồi các bạn. Thôi mình sẽ đi lên nha. Mình nghĩ hồi trước đây là người ta dự tính làm đây là cổng chính, nhưng mà chắc do trục trặc gì đó cho nên người ta dời cổng chính qua hướng bên kia, cái hướng mà nãy khi mình vào á.
Ngôi miếu Quan Âm này á, đa phần mình thấy là người Sài Gòn lên lại nhiều. Và là người Hoa nữa. Bên đây, bên tay trái mình đây có tượng bốn thầy trò Đường Tăng đây. Có người ta, có mình cũng theo mình được biết thì có một số bạn họ cũng không có biết ngôi chùa này, họ kêu là chùa của Tam Tạng Tài Thiên gì đó. Rồi đây là cái bậc thang, mình sẽ đi lên trên. Thì lên đây mình sẽ thấy được một tượng Phật gọi là tượng Phật Địa Mẫu. Mình sẽ về hướng sau. Đi về hướng sau. Đây là cái nóc nhà. Thì vì là nơi chốn linh thiêng nên mình không dám quay trực diện mẹ Quan Âm trong đó, nên các bạn thông cảm nha. Thì đây là cổng chánh này, cổng chánh của ngôi chùa. Đối diện cổng chánh ngôi chùa là có trường mầm non Lang Minh. Đây thì mình đang đứng trên đây thì mình xa xa là có những ngọn núi đó, có ngọn núi. Trên đây gió rất là mát luôn. Ở đây có một tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát. Đây, tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát. Giờ xung quanh mẹ Quan Âm thì ngưỡng hướng nhìn về đây. Đây là cái khuôn viên khi nãy mình đã đi xuống dưới đó các bạn. Chùa này đối với người Sài Gòn là rất nổi tiếng luôn, nhưng mà vẫn có một số ít người ta cũng không biết gì ở đây, nó khá xa. Bây giờ mình sẽ chở ngược lại xuống dưới nhé các bạn. Đây là lối đi cầu thang khi nãy mình lên, giờ mình phải chở ngược xuống dưới lại. Đây có hai con rồng. Còn hướng là hướng trong nè. Ở đây thì có những chú giải sâm, giải sâm cho người ta đó. Ai xin sâm xong rồi thì có người đến đây sẽ có người giải sâm. Giải sâm không có tốn phí, nghe tùy hỷ, ai muốn cho nhiêu thì cho. Đây là mấy chú ngồi giải sâm đây, mấy chú lớn tuổi giải sâm rất chính xác. Mình sẽ đi về hướng khu ăn uống để cho mọi người được biết. Cũng có người chạy xe máy lên nữa nè. Đây là khu ăn uống bán nước nè các bạn. Do mình đi ngày thường cho nên nó không có đông, nhưng mà nếu mà đi những ngày rằm ngày vía này rất là đông luôn nha. Thì ngoài sau khu ăn uống này người ta sẽ có bán một ít trái cây hoa quả. Đây cái hoa quả chuối đèn,
thì hướng thẳng xuống là hướng nhà vệ sinh nha. Nếu mà ai có nhu cầu vệ sinh thì đi thẳng xuống dưới, và vệ sinh là miễn phí hết hoàn toàn. Đó, bán đậu nữa nè. Đi đi mày kêu được xá kéo à chứ. Nghe đen hả? Cũng xá kéo là tiếng gò. Xá kéo là khá. Thì đây phía sau của miếu Lăng Minh. Họ bán đồ ăn, bán chuối, trái cây, bán đậu. Đủ loại đậu, đu đủ, bắp cải. Do là ngày bình thường cho nên người bán không có đông, nhưng mà các bạn đi vào những ngày vía hay là ngày rằm, ngày lễ thực sự rất là đông, không thể chen chân lọt vào luôn đó. À, mình đi chợ ra hướng bãi giữ xe là đây. Bãi giữ xe rất là thoáng mát nha, có luôn cả mái hiên đây, có luôn mái hiên và rất là rộng, bao nhiêu chiếc xe cũng được, xe lớn xe nhỏ gì cũng có thể chứa được hết, và hoàn toàn không có phí nha mọi các bạn. Không có lầm. Lý Kim Hương đã review xong ngôi miếu Lăng Minh cho các bạn cùng xem rồi. Thì nếu như các bạn và gia đình có ai muốn đến ngôi miếu này mà không nắm rõ được địa chỉ thì hãy inbox cho Lý Kim Hương, Lý Kim Hương sẽ chỉ dẫn nhiệt tình cho các bạn nhé. Thì thời lượng cũng đã dài cho nên mình xin được kết thúc video tại đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Lý Kim Hương nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau.